Xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn nha. Sau những ngày mà chúng ta ăn Tết Giáp Thìn thì hôm nay nhà vườn cũng đã bắt đầu ra vườn để làm rồi. Đấy, như chúng ta thấy đây này, cái vườn mai đây là quá trời nha, đủ các loại sai mai khác nhau. Cũng nhân dịp đầu năm mới thì kênh Lang Thang Sông Cầu cũng kính chúc quý khán thính giả, khách hàng chúng ta có một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Và cũng nhân dịp đầu năm này chúng tôi ra vườn để quay thì đã quay báo giá cho cô chú anh chị và các bạn cái lô mai giáng trực, hay là ngoài Bắc chúng ta gọi giáng thông này. Cái lô mai này 250 một cây nha. Chúng tôi thấy cái giá rất là hợp lý thì chúng tôi quay cho cô chú anh chị các bạn, mà cũng nhân dịp nó vẫn còn một số các cái mặt bông ở đây để cho chúng ta xem mặt bông này. Đây là cái mặt bông nha. Mai giáo giáng trực này. Đó. Đây mặt bông này cả nhà. 2 4 6 8 khoảng 8 giờ đến mặt bơm bông đẹp giáo hai lớp này, 2 4 6 8 9, có nghĩa là mặt bông của cây mai giáo hai lớp, mai giáo răng trực hai lớp này. Đây là chúng ta xem này, cái lô này nó còn khoảng độ chắc 20 cây á. Đây này, đây nha, đây này, nhìn cái thân này, tôi lấy cái tay tôi cầm vào đây cho cô chú anh chị các bạn xem này. Đây này, đó thì nó còn, nó đến cái vòng này, đây này, đây cả nhà xem này, đến vòng này. Đây, cái lô đây là mai giáo giáng trực đang được nhà vườn chào bán là 250 một cây nha, chưa tính phí ship. Phí ship thì nếu mà cô chú anh chị các bạn bây giờ được ra Tết rồi, chúng ta không cần quan tâm gì tới nụ tới hoa nữa, thì chúng tôi sẽ ship bằng đường bưu điện cho cô chú anh chị và các bạn. Đây là cái cây mai giáo giáng trực 250 một cây tại nhà vườn này. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm thì cứ nhắn tin gọi điện cho chúng tôi, lấy số lượng bao nhiêu. Thì ở đây cái lô mai giáo giáng trực này mà đang đây này, đang được chưởng tại nhà vườn. Thì cái lô này thì Tết nay nhà vườn sẽ đem ra thị trường nhé, đem ra thị trường để bán. Đây chúng ta xem này, đấy, đây này, đây cái thân nó cũng rất là nhìn cũng rất là đẹp, bằng cũng to đấy chứ không phải ấy đâu. Cái cây này thì ở dưới nó hơi giáng long một chút này, cả nhà xem này. Đó, cái lô này thì 250 một cây nha cả nhà, rất là hợp lý. Đây, ví dụ ai có rất là nhiều người có điều kiện chúng ta mua vài cây luôn để chúng ta dưỡng Tết, là chúng ta nở hoa vàng rực luôn cả sân luôn nhé. Đó, bông này vẫn còn những cái mặt bông để chúng ta chơi Tết này. À, bông đây, đây cả nhà. Đó, đây này, cái lô mai này chúng ta mua ví dụ như chẳng hạn cô chú anh chị các bạn mua 2-3 cây đi, để nó chơi phòng cả tiền ship này thì khoảng dưới khoảng 1 triệu về các cô chú anh chị các bạn chúng ta dưỡng một năm nữa, sau đó đến Tết là chúng ta chơi thoải mái, khỏi lo suy nghĩ mua mai nữa. Đây cả nhà xem này, đây gốc này, đây là cả nhà, cái lô đây chỉ có 250.000 một đồng một cây thôi. Đây là cả nhà, đó, 250.000 đồng một cây nhé. Đây là cái cây đây thì năm nay đã cho bông này. Chúng ta xem bông được quá trời mà bây giờ bông nó nở sớm mà nó rụng nó ra trái này cả nhà. Bông này, cái cây này nó ra bông vàng rực hết nhưng mà bây giờ nó đã rụng rồi, nó ra trái rồi. Còn tính toán lác đác những cái mặt bông còn lại thôi. Nè, chúng ta xem là cái đế này. Nè, đế này cả nhà nha. Đó. Đó, họ ủ một cái lớp phân chuồng ở trên này. Đây cũng là một trong những cái kỹ thuật mà để họ, đây này, phân chuồng này cả nhà này. Đây nha, ủ một cái lớp phân ở trên, phân bằng rơm á, và rơm ở trên này. Đây tất cả cây đều ủ bằng cái lớp này nha. Ở trên vừa thứ nhất là giữ ấm, thứ hai để cho cây nó tốt. Ở chúng ta xem này, đây này, với cái size 250.000 một cây này. Đấy, cô chú anh chị các bạn mua về chúng ta dưỡng một năm để chúng ta chơi. Ở kia có cây giáng long này cả nhà, đó, cây giáng long á, 250.000 một cái cây mai giáo giáng thông hay là giáng trực nha cả nhà. Đây thì bây giờ thì mặt bông thì nó đã, đây cây này cả nhà này. Đó. Đây vẫn còn lác đác một số cây còn bông này. Cây đây là 5 cánh này, cây đây 5 cánh này cả nhà, cây đây 5 cánh này. Đó, 5 cánh này. Đây là cái mặt bông này cả nhà ơi. Và bông vẫn còn này. Đây này. Đây nha, cả nhà, mặt bông này. Đó. Bông quá chừng, bông giống như bông cúc kìa cả nhà ơi. Đó. Cái lô mai này đó, cái lô mai này đang được bán là 250.000 một cây nha. Đây nha cả nhà, đây
đây chắc có khoảng độ mười mấy cây rồi. Mười mấy cây cho cái lô mai dạo dáng dáng thông, mười mấy cây mai dạo dáng thông này cả nhà. Đây này, ở chúng tôi cũng cố gắng để chúng tôi quay này để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem một chút. Nếu ai mà quan tâm đến cái sản phẩm giá này, những cái lô mai này, thì cô chú anh chị và các bạn cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ bây giờ ra năm rồi rất thoải mái, sẽ gửi hàng bằng đường bưu điện cho cô chú anh chị và các bạn tới tận nhà, không phải lo như là trong năm nữa. Trong năm thì mắc một cái là nó phải bảo vệ nụ và bông, cho nên là nhiều khi mà gửi bằng đường bưu điện rất là khó đóng, rồi sợ bông nó sẽ bị yếu và nó về không nở được. Nhưng mà bây giờ thì thoải mái để cho cả nhà rồi, thoải mái rồi, gửi bằng đường bưu điện cho cả nhà về chúng ta rất là thoải mái. Đây cả nhà, đây chúng tôi đang báo giá tại nhà vườn nhé. Đây này, gốc này, gốc đây cả nhà nha, 250k một cây này. Đó, để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng xem này. Mặt bông cũng tương đối đẹp. À, cái mặt bông này, quay lại mặt bông để cho cả nhà xem một chút. Đây nhá, mặt bông à. Mặt bông như cái lô mai này đây. Đó. Để cho cả nhà chúng ta cùng xem nhé. Cũng có cây có một cái gốc, cây có gốc cũng to nhé, chứ không phải là nhỏ đâu cả nhà. Ví dụ như chúng ta khi mà bơi ra thì chúng ta thấy được cái gốc to này. Đó, bơi ra chúng ta thấy được cái gốc to nha. À, cả nhà này. Đây khoảng chắc mười mấy hai chục cây ở những cái lô mai này, để cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo nhé. Tham khảo cái lô mai đây, chúng ta có nhu cầu thì cứ liên hệ chúng tôi, sẽ để số điện thoại để cho cả nhà chúng ta liên hệ, để chúng ta thích cây mai dảo dáng thông nào thì chúng ta cứ nhắn tin gọi điện, chúng tôi sẽ liên kết cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua cái sản phẩm này về chúng ta dưỡng đến Tết chơi nha. Ở đây thì ví dụ cái lô mai này thì Tết thì đã bán rồi, chứ không phải là phải chờ với Tết tới thì chúng ta mới chơi được. Đây chúng ta thấy họ đã xuống lá và họ đã sẵn sàng để bán Tết vừa rồi rồi, nhưng mà vừa rồi thì giá cả nó thấp quá, với hai là khách mua ít quá, cho nên cái lô này nó lại tồn đọng lại, thì bây giờ vẫn còn. Đây chúng ta xem cái gốc này. Đây, để giăng thông nó về chúng ta sửa sang một chút. Chúng tôi đang ở cái nhà vườn của làng nghề mai thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, một trong những làng nghề mai truyền thống về mai vàng của cả nước. Đây cho ta xem là những cái gốc này. Đây này cả nhà. Đó, đây nha, đây là những cây mai giăng thông, mai dạo giăng thông, dạo hai lớp. Cũng có đan xen, có đâu đó những cái cây mai dảo nằm cánh. Thì chúng tôi quay lại cái bông mai này, vì nó còn cái mặt bông rồi chúng tôi sẵn nên chúng tôi quay cho cả nhà luôn. Đọt đỏ luôn này cả nhà. Đây này. Đó, cả nhà xem nha. Có đọt đỏ luôn nha. Đó. Đây này, đọt đỏ này cả nhà này. Đó, đọt đỏ đây chúng tôi cũng không có bán sai gì đâu nha. Đó. Đọt đỏ nha cả nhà. Cái lô mai thì nó có trên dưới 20 chậu đó. Để cả nhà mà chúng ta có nhu cầu á thì cứ liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi sẽ kết nối cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta mua được cái sản phẩm mai rẻ này, để về chúng ta chăm sóc một năm, cuối năm chúng ta bán. Cuối năm chúng ta chơi hoặc bán cũng được. Chơi hoặc bán cũng được chứ không sao ạ. Bởi vì nếu như chúng ta mua nhiều cây thì ai mà có nhu cầu lấy lại thì chúng ta cứ lấy lại thôi. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Kính chào tạm biệt và chúc mừng năm mới tới tất cả nhà thân yêu. Xin trân trọng kính chào tạm biệt ạ.